Như các bạn thấy đó, trong thời buổi công nghệ hiện nay thì nhu cầu sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị, chẳng hạn như laptop, máy tính bảng và điện thoại thông minh cho nhu cầu công việc cũng như giải trí là nhu cầu có thật của rất nhiều người. Với nhu cầu này thì chúng ta có thể thấy được sự bất tiện, bất công và mất thời gian đối với người dùng. Cho nên hôm nay Thanh Niên Game xin giới thiệu một trong những giải pháp có thể giải quyết phần nào nhu cầu này, đó là chiếc bàn phím cơ Finco Majestic Convertible 2 với tính năng rất đặc biệt là kết nối không dây cùng lúc với 4 thiết bị. Trong một video trước đây, Thanh Niên Game đã gửi đến các bạn video đập hộp và trên tay sơ bộ chiếc sản phẩm Finco Majestic Convertible 2 này. Sau một thời gian sử dụng thì hôm nay tôi xin được có một số đánh giá chi tiết về chiếc sản phẩm bàn phím cơ cao cấp này. Finco Majestic Convertible 2 là một chiếc bàn phím cơ cao cấp của Finco với kích thước và layout truyền thống. Ở đây tôi có bàn phím có layout nút theo chuẩn US với 104 phím. Ở mặt trên của bàn phím có điểm đặc biệt là thứ nhất là nút bật tắt tín hiệu Bluetooth và thứ hai là cổng USB dành cho kết nối có dây. Ở mặt đáy của Finco cũng như các sản phẩm cao cấp khác của hãng được thiết kế, bàn phím được thiết kế những bộ fit bám dày, rất dày và chắc chắn, đảm bảo cho sản phẩm của chúng ta bám cứng dưới mặt bàn và khó dịch chuyển. Một điểm khác là hệ thống nút dip switch dùng để bật tắt tính năng của một số phím chức năng như là Windows hay Function, phù hợp để cho các game thủ có thể tùy biến khi mà trong quá trình sử dụng của mình. Ở đây chúng ta có một khe dành để lắp hai pin tiểu phục vụ cho tính năng kết nối không dây. Ở trên bàn phím, chiếc bàn phím này có hai khu vực đáng chú ý là cụm phím từ số 1 đến số 5. Chúng ta có thể thấy ở dưới số 1 đến số 4 và USB, đây là các nút dùng để gắn việc kết nối với các thiết bị. Mặc định phím 5 USB là dùng để kết nối có dây với máy tính để bàn. 1 đến 4 là dùng cho các thiết bị không dây. Ở góc bên phải, chúng ta có logo Finco in nổi rất ấn tượng cùng với những cái đèn tín hiệu Numlock, Caps Lock. Ở đây là nút dùng để xóa việc ghi nhớ các thiết bị kết nối không dây. Phím Numlock còn kiêm thêm chức năng là biểu thị tín hiệu Bluetooth, và phím Caps Lock có thêm tính năng là biểu thị tình trạng pin. Thì ở đây bàn phím cơ này chỉ có hai phím này là có đèn và toàn bộ chiếc bàn phím này không hề có đèn nền, cũng như các sản phẩm của Finco khác. Chiếc bàn phím cơ Finco Majestic Convertible 2 này mà tôi đang sử dụng là bàn phím được trang bị switch đỏ của hãng MX Cherry. Đặc điểm của switch đỏ là cho lực nhấn nhẹ và êm, rất phù hợp với game thủ. Đặc điểm của Finco là vẫn sử dụng chất liệu nhựa ABS để làm phím bấm. Khuyết điểm của loại nhựa này là khi chúng ta bấm lâu ngày thì phím sẽ bị bóng, rất là gây cảm giác khá là không được sạch sẽ. Tuy nhiên, hãng vẫn áp dụng tính năng là khắc laser các ký tự trên phím. Điều này có ưu điểm là phím sẽ không bị phai màu theo thời gian. Tuy nhiên, nó lại có một khuyết điểm khác là sẽ khiến cho ánh sáng không thể đi qua, và đó là lý do mà Finco không thể làm đèn nền cho các sản phẩm bàn phím của mình. Bây giờ tôi sẽ đánh giá đến tính năng quan trọng nhất của chiếc bàn phím này là khả năng kết nối không dây đến nhiều thiết bị. Để có thể kết nối không dây đến các thiết bị có hỗ trợ Bluetooth, đầu tiên dĩ nhiên là chúng ta bật nút kết nối Bluetooth lên. Sau đó chúng ta sử dụng cụm phím nóng Control Internet Function và sau đó bấm số từ 1 đến 4 tương ứng. Sau đó chúng ta sẽ chuyển qua thiết bị của mình và mở chương trình quản lý Bluetooth để hai thiết bị có thể nhận dạng với nhau. Sau khi thiết bị đã nhận dạng với nhau thành tất, chúng ta có thể tiến hành nhập liệu trên thiết bị từ chiếc bàn phím của mình. Rất là đơn giản. Đối với các thiết bị khác, quá trình kết nối cũng tương tự như vậy. Chúng ta vẫn dùng cụm phím Control Internet Function và bấm phím số tương ứng. Bây giờ tôi sẽ tiến hành kết nối với chiếc điện thoại của tôi qua phím số 2. Hai thiết bị đã nhận thấy nhau và bây giờ tôi gõ. Ký tự đã xuất hiện trên chiếc điện thoại.
mà không cần phải dùng cầm điện thoại lên để bấm. Tương tự, tôi có thể kết nối được với một chiếc iPad ở vị trí phím số 3. Các thiết bị nhận diện nhau rất trơn tru và nhanh chóng. Có một điều cần lưu ý là trong video này các bạn có thể thấy là tôi kết nối các thiết bị toàn của Apple. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định là chiếc bàn phím Majestic Convertible 2 này có thể kết nối thành công với rất nhiều thiết bị có thể hỗ trợ Bluetooth khác, như tôi đã từng kết nối với một chiếc điện thoại OnePlus One xài hệ điều hành Android. Cả hai thiết bị vẫn nhận diện nhau rất tốt. Bây giờ tôi sẽ trình diễn việc kết nối cùng lúc với cả ba thiết bị. Đầu tiên là chiếc điện thoại của tôi. Thứ hai là chiếc laptop. Và thứ ba là chiếc iPad. Như các bạn thấy đó, các thiết bị nhận diện nhau rất nhanh, rất tiện dụng cho những người mà có nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị. Có một điều cần phải lưu ý ở sản phẩm này là cho dù Finco gán các thiết bị kết nối với bàn phím từ 1 đến 5, trong đó 5 mặc định là dành cho kết nối có dây thông qua USB, thì khi chúng ta kết nối có dây với một thiết bị chẳng hạn như máy tính để bàn thì chúng ta chỉ còn lại 3 sản phẩm để kết nối thông qua đường không dây. Vì vậy, cùng lúc sản phẩm chỉ có thể nối đến với 4 thiết bị chứ không phải là 5. Bên cạnh những ưu điểm rõ ràng thì chiếc bàn phím này qua một thời gian sử dụng tôi vẫn nhận ra được một số khuyết điểm. Chẳng hạn như là việc thiết kế chiếc nút bật tắt tín hiệu Bluetooth không được cao cấp cho lắm. Thứ hai là như tôi đã đề cập, nhựa làm phím là chất liệu ABS không được cao cấp, khiến cho phím dễ bị bóng sau một thời gian sử dụng. Và khuyết điểm lớn nhất mà tôi nhận thấy được là đến từ việc không thể thiết kế đèn nền cho chiếc bàn phím này. Điều này dẫn đến cho chúng ta khó nhận biết được chiếc bàn phím này đang kết nối với thiết bị nào, vì không hề có tín hiệu nào cho thấy sự kết nối này. Mà theo trong quá trình sử dụng, cách mà tôi có thể nghĩ ra là chỉ có thể gõ thử lên chiếc bàn phím để nhớ ra được là nó hiện đang kết nối với thiết bị nào thông qua việc là ký tự có nhảy lên, có hiển thị được trên thiết bị đó hay không. Chẳng hạn như tôi gõ ở đây thì bàn phím ký tự không hiển thị ra trên chiếc điện thoại, ký tự cũng chẳng hiện ra trên chiếc laptop của tôi, và hiện giờ thì nó hiện ra trên laptop iPad, có nghĩa là chiếc bàn phím của tôi đang kết nối với chiếc iPad. Việc thiếu đi tính năng hiển thị trạng thái kết nối không dây có thể là sự bất tiện trong quá trình sử dụng, nhưng theo đánh giá của tôi, điều này vẫn không thể che mờ đi việc khẳng định là đây là một sản phẩm tốt, một thiết bị cao cấp đến từ một tên tuổi nổi tiếng, đặc biệt với tính năng kết nối không dây đến với nhiều thiết bị. Nếu bạn là một game thủ hay một nhân viên văn phòng đề cao sự đa nhiệm và cần một sản phẩm bàn phím cao cấp thì Finco Majestic Convertible 2 là một sản phẩm rất đáng để các bạn xem xét. Video review của Thanh Niên Game đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.